Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019. Đây là một cái ca tôi gọi là khó của khó. Bệnh nhân này bị viêm lồi cầu ngoài cánh tay, tên khác là viêm điểm bám gân. Nhưng mà có một cái kỳ lạ đó là bệnh nhân này bị cả cái hội chứng ống cổ tay bên trong. Chúng ta nhìn sơ bộ nào thì thấy hai bàn tay hoàn toàn khác nhau. Cổ tay này thì teo, teo gần hết. Tay bên này đầy đặn, ngay cả cái mô cái này cũng teo hết rồi. Tôi nhìn tôi rất là sốt ruột. Đang cái buổi lao động mà bị thế này thì đúng là chết dở luôn. Thì trong cái đình điều trị thì bệnh nhân họ xem trên YouTube, để tôi thường đăng tải thì họ đến. Thì tôi cứ kiểm tra sơ bộ thì bệnh nhân này đi tiêm rất là nhiều. Mà cái kiểu tai này còn đau nhiều lắm. Thì tôi nhìn điều trị cho bệnh nhân này là đáp ứng khá là tốt. Các đồ tôi đã chia sẻ cho anh em cũng là nhiều rồi. Cái vấn đề chính ở đây là đừng châm cứu nhiều quá. Châm kim nhỏ thôi, kim 6 là đẹp. Bởi vì nó đang tổn thương, chúng ta chỉ kích thích nhẹ nhàng đấy để bảo vệ cái vùng này. Chúng ta dùng 3-4 kim châm xung quanh cái nồi cầu ngoài này. Để xoa bóp bằng rượu gấp. Rượu gấp hoặc là cho thêm ít địa liền thì càng tốt. Không có cái gì cái thần thái lắm đâu. Mọi người cứ cho nhiều loại độc tố vào rồi để rượu xoa bóp cái thứ này làm cho nó thần bí quá. Vừa phải. Trong trường hợp này chỉ cần thần gấp được. Để xoa đến đâu không cần phải tu mộc huyết giác là gì mất công. Bóp nhẹ nhàng hàng ngày. Đối với trường hợp thì cái hội chứng ống cổ tay này chúng ta phải giải phóng được vùng ở đây. Đối với tôi thì tôi là đông y, tôi không phẫu thuật. Các bạn thì là bên ngoại khoa thì hay là bên y học hiện đại để tư vấn để phẫu thuật. Tôi thì không cần phẫu thuật. Nên tôi chắc tiếp như vậy, tôi xử lý rất là tốt. Hôm nay bệnh nhân này đã cứng tương đối là ok, tôi cũng mừng lắm. Dấu vết cho đời là một điều rất là may mắn. Anh nghĩ này bao lâu rồi? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Đầu tiên nó như thế nào? Đầu tiên thì trước đó thì rất là lâu rồi thì nó có 2 tê, 2 cái ngón cút ở xa cút này. Thì sau hơn 2 năm vừa rồi thì nó xuất hiện, nó teo trên cái cơ là bàn tay, cơ bàn tay. Thì khoảng đây tầm gần 1 năm thì nó bị đau. Đau cái chủ tay tốt, hơi vất vả trong cái gì đi lại, vâng, hơi vất. Sau đây cảm thấy ok không? À, hiện tại thì nó có chuyển biến rất là rõ rệt, tuy nhiên thì nó vẫn còn dư âm cái việc mà đau. Mấy trăm chắc là bao nhiêu ngày nhỉ? À, 10 ngày. Mấy 10 ngày thì do bệnh nhân bận nữa. Dù cây chỉ cho họ cho nó đỡ đi lại mất. Nhưng về nhà cố gắng nhưng động tác có bưng nặng quá này. Ví dụ như là yêu cầu người yêu yêu cầu bế hạn là thôi, cho anh xin. À, đừng vui mừng quá sớm nhé. Chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Đấy thì đây tôi chia sẻ các đồ như vậy. Chân chúng ta dùng hai lưng dư lưng tuyển. Hoặc là hai huyết hải. Đó là như vậy được rồi. Bây giờ ok rồi.